Rồi xin chào quý cô chú anh chị và các bạn ha, đến kênh Chăn Nuôi Bánh Trang nha. Thì đây giờ em lên bòi siêu đỏ nha chú anh chị, chữa nha chú anh chị. Đó, trước khi em gửi hình ảnh chi tiết về con bòi này, xin chú anh chị mình đăng ký kênh ủng hộ em để lên nhiều video hay nữa. Thì giờ em gửi hình ảnh chi tiết và giá cả đó cho cô chú anh chị xem nha. Đó, đây con đòn bòi siêu đỏ nè chú anh chị. Nghe không, đầu trụ nha. Đó, em gửi sái, quay sái cho quý chị coi nè, sái trắng nè. Đó, sái trắng nghiêm chỉnh nha, sái lưng nè. Sái lưng cũng hoàn thiện luôn. Theo sát chân rồi cầm đứng thẳng nha chú anh chị. Chân không có bắp xe bú xuống lún xuống lượn hết. Con này có một lứa là đang âm lứa thứ hai nha, chữa 6 tháng nha chú anh chị, bao chữa gieo tinh kem nha. Đó con siêu nè, khung cao, chiều cao là 1m35 bò nha, khung bò thấy tàn dữ không. Đây coi đít nè, sao nè, bò lắc mà tàn lắc tàn độ nha chú anh chị. Đó, ai quan tâm mà liên hệ cho em nha, giá là 43.500.000 đó. Đây khung xương nè, có dai lực kia không, dai trước nè. Đó bò siêu đỏ nha chú anh chị, con này nó lắc cực kỳ mắc sữa luôn, coi dạo lúng yếm nè, dạo lúng nè, lúng hơi ngắn nha, vú nè, cũng vú nha. Con này lứa đầu làm nè, chủ nhà nó là lứa đầu đẻ con, nó lắc mắc sữa. Đây chân nè, chân sau nè, xương sóc cũng to nha, chân tốt cầm thẳng nha, dai nha chú anh chị, dai rất là lực, bò siêu lực, siêu đỏ, cái chữa 6 tháng bao chữa nha, bao chữa bao lòi gì hết. Mình coi xong lưng rồi, bò chú anh chị. Đó cái đuôi nè, khác thăng không. Đó thì bò đẹp thì giá cả hơi cao nha, tùy theo bò, mỗi con bò khác nhau về giá. Thì cô chú anh chị ai quan tâm liên hệ cho em ngay. Coi cái cái đuôi nè, cái đuôi bẻ là hát ăn không. Đó chim nè, đó chữa 6 tháng nha, coi xong lưng là thắt thăng xong lưng không. Đây sái nè, đó bò độ nha. Giá là 43.500.000, quan tâm cô chú anh chị mình thấy ưng ý phù hợp túi tiền mình thì liên hệ cho em ngay nha. Bò bò độ coi nè, khung bò này ghê không, khung tàn nó dữ nha. Đó yếm rồi ghê không chú anh chị, con này phù hợp luôn, ai làm bò nền bò giống thôi là ok luôn nha, siêu đỏ. Chân sau nè, móng là hoàn thiện nghe, không có bị bú ốp xe xuống lúng xuống lụt gì hết. Coi vú nè cô chú anh chị, lắc dòng siêu đỏ này, mắc sữa giữa trời đám đít nè, ghê hồn không bò không, cái tàn phát phương không, cao 1m35 bò nè, con này còn phát triển chiều cao với chiều ngang nữa, mới có lứa đầu à, đang ôm lứa thứ hai ngang, chữa 6 tháng kem gieo tinh kem.
À, giờ em xin kết thúc video tại đây, mong cô chú anh chị mình ai quan tâm liên hệ cho em ngay nha, kẻo lỡ nha chú anh chị. Đó, thắt thăng bò không, đầu trụi luôn, bò rất đẹp nha. Quay lại cho anh cô chú anh chị xem bờ dai nè. Bò cũng hơn tất cả các bò bù không ăn luôn. Dài lực kia không giống vậy, da trước lực lưỡng nghe không? Đó, con mà hết hồn bò hết phương không bò đậu nghe. Cao 1m35 bò em lấy ngay cái sái này nè. Nó 1m35 bò. À, cậy đuôi nè. Thắt thăng không? Giá cả thì 43.500 nghe cô chú anh chị. Chân nè, chân sau nè. Cầm đi đứng thẳng ngang cô chú anh chị. Nó tướng bò lắc đẹp. Đó, giờ em lên con bò X-Men Gu nha chú anh chị. Đó, sái nè, coi sái nghiêm chỉnh nha. Đó, sái tán nè, nghiêm chỉnh luôn. Chiều cao của nó là 1m40 bò nha. Con này cũng có lứa rồi, chủ nhà bao chữa bao lò luôn nha cô chú anh chị. Đó, da mỏng luôn nè. Bóng ghê không? Coi con bò lắc lực bò nha, bò độ nha chú anh chị. Đó. Đây, coi dạo lúng liếm nè. Đi đúng chèn nè, đúng chạy thấy không? Cầm đứng thẳng nha, theo sát chân móng hoàn thiện nha, móng sò nha. Không có bú ốp xe hết cứ đúng chạy. Đó. À, coi sát lưng nè. Xe lưng nghe chính luôn chứ không vậy, xe lưng rồi xe trái hoàn thiện nghe. Đây coi lưng, thấy coi cái lưng không, coi dai nè, thấy tướng dai lật ra không, dai tướng nè chứ không vậy. Chân cẳng nè, cầm đứng thẳng luôn, dạo uống miếm rồi đi đúng chèn nha. Con này bò mẫu nghe, đẹp rất đẹp, không chỗ chê chỗ nào hết. Đó, cô chú anh chị mà ai quan tâm thì liên hệ cho em ngay ngang kẻo lỡ ngang giá thì em đưa ra là 44 triệu chốt nha chú anh chị, không có bớt số gì hết, 44 triệu. Đây yếm nè, ghê không, con này chủ nhà đang bơm tinh kem nha, chữa 4 tháng bao chữa bao lòi. Coi cậy đuôi nè, thắt thằng không. Đó, cậy đuôi nè. Con này nó bóng bò nghe chứ anh chị, da mỏng, dai lực, người đít đi có nghe. Quỷ. Đó. Con này thì cô chú anh chị mình mua về làm bò giống, bò nền này phát triển kinh tế là ok luôn. Coi lúng nè. Dạo lúng chèn nghe. Vú 4 vú nghe chú anh chị. Đó. Giá cả cực kỳ yêu thương luôn, cao 1m40 bò, giá là 44 triệu nha. Đây thấy không, thấy sái không nè, bò rất hiền nghe chú anh chị, dai được kia không đó. Còn cái móng nè, cầm đứng thẳng luôn nè, chân móng đẹp ghê không, yếm mà dài, dài lực. Bò này nói độ đẹp thì không có chê chỗ nào nghe, đẹp hoàn thiện. Đó thì mong cô chú anh chị mình xem kênh em nhớ ủng hộ em đăng ký kênh, và chốt giá là 44 triệu. Cô chú anh chị mà thấy ưng ý phù hợp với túi tiền thì liên hệ cho em ngay nghe. Đây cậy đuôi nè, thắt thăng không. Con này một màu nha, màu đỏ mặt nè, không có lem luốc hết, không có điểm mi gì hết nha chú anh chị, một màu đó.
thấy cái tạng nó khủng không? Đây nè, câu lại cái gu nè, dai là lưng nè đó. Rồi cô chú anh chị mình quan tâm liên hệ cho em ngay nha, kẹo lõi nha chú anh chị, giá cũng cực kỳ yêu thương, 44 triệu. Đây coi cậy đuôi nè, thắt lăng không, đít nè, lực ghê không cô chú anh chị đó. Thì bò tàn lớn thì giá cả cũng khác nhau nha, không phải thì cô chú anh chị cũng đừng bình luận nha, giá hay mắc hay sao nha, giá cả bò tàn lộ thì giá nó khác với mấy bò kia nha chú anh chị, mỗi con mỗi khác, không có con nào bò nào giống nhau nha. Ai quan tâm liên hệ cho em ngay nha, bò này chú nhà bao hết nha chú anh chị, thì bao hết về chú anh chị mình về trong vòng 3 tháng của chú anh chị khám mà không có chữa thì được trả lại bò nha. Đó em bao hết toàn bộ bò, khám chữa coi về con có lòi lúng gì không, rồi trả toàn bộ lại em nhận lại đó. Rồi giờ em xin kết thúc video tại đây nha, mong cô chú anh chị mình quan tâm liên hệ với em ngay nha.